lấy càng sớm càng tốt. Mà nghĩ răng mặt nó mà đi bắn thì cháy. Họ có một cục đang to. Chị ơi, chị cho bé đi trị đi chứ không hư da hết. Trời ơi, con nít mà bêu da, hư da hết. Thấy những cái chỗ mà ấy là làm tiền ghê lắm. Ai em bây giờ em chỉ điều trị thôi chị. À, giờ trừ một á, là anh đi làm hay là em làm, nói chung hai người như nhau. Dạ. Có một người là nhớ đang có một người nhớ chị. Qua đây nhìn luôn đi, qua đây nhìn luôn đi bé, ý là cho bé qua bé nhìn cho bé biết. Dạ chị cứ qua là em xong khách là em làm, chứ em không có dám nhận lịch, tại vì em là em không có nhận lịch. Dạ, à, khoảng cỡ 10 giờ chị qua đi. Dạ. Mười giờ không sao đâu. Dạ. Dạ. Không sao đâu chị. Trời ơi. Dạ. Đau à? Nói chung con nít là không có cho dùng mấy cái ấy hư da hết. Dạ. Trời ơi, ta nói là cái lỗ chân lông nào cũng có luôn. Tức tuổi dậy thì hả? Tội dễ sợ, bé nó mà không điều trị là sau này là hối hận. Quá rỡ hả hả? Dễ sợ thầm mày kìa sợ. Đam mê nữa. Đam mê mà. Thiệt mà. Trên trán hơi đau một ly nữa, cố gắng nghe. Không, em cũng nặng ở đây rồi, nhưng mà đợt này em sẽ cố gắng chịu đau để nặng. Em nặng không phải là nặng một lần rồi này, chỉ nặng đi điều điều trị giống như là để cho nó hết. Em có mua thuốc ở đây nè. Có mua là phải bôi nha, bôi cho đều. Và đau mà mình cũng dám nặng luôn. Bữa này đỡ là không kêu quá nha. Mau mụn nó dùng đồ ấy là thấy chứ hả? Chị biết. Nhưng mà sau đó phải chăm, chứ ăn thả là bị lại. Quá tội. Chị hả?
Không, nói hồi nãy rồi mà. Cái giờ trừ bằng á. Đi à, mai mấy giờ hả? Đi à, chị mẹ chứ tao quên cha cái vụ hà đi bơ. Không, nhưng mà 11 giờ mới đi mà. Tới là được rồi, an chi thấy vui với an chi mà. Giờ trừ lương đó, có lương mẹ hỗ trợ mấy mụn nén lì lắm. Lắng nghe tao nghe. Tự đi xe máy luôn. Thấy khách rồi. Hồi nãy em nói là răng mà kêu về bé, ý là kêu về có việc à, rảnh để nặng à. Bé mẹ hả? Bé. Ý là hồi 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 nãy đi đưa thả em hỏi là giờ chị làm được gì kia không, rồi chị đi ra rồi chị hỏi rồi mai chị qua nãy chị hỏi chủ nhật chị làm được đó. Hắn cứ nói rồi cứ làm thôi. Nói là qua là nặng đỡ đau. Mà thật sự là nặng đỡ đau hơn khi mà cái thằng cô nó chạy, mỗi lần chị thả cái máy xuống là em đau dữ sợ luôn. Tao quay là mình còn nặng nhẹ nhàng từ từ từ. Nặng cho sạch đó. Bà nói gì? Im đúng không? Im. Nói bà qua đây không à? Không chịu qua gì nha. Chị mong mặt hắn thấy thôi chứ. Chị chuẩn bị đặt á. Em đặt đi, em tự xử đi Hành ạ. Hơi đau, hơi đau. Hôm nay dùng lực hơi bị ghê. Lên chưa? Lên rồi. Biết là khó này. Không, tao đã nói là tao sẽ cố gắng chịu đau một chút mà. Chị Mày vuốt cho em. Trần trần trần. nó đau. Chỗ này là dưới này là đau lắm.